Mỉ đi đâu đi lấy nước à? Nhưng mà bụng to này có đi được không? Đi được à? Hết một nửa thanh dầu rồi anh. Hết một nửa chưa? Hết một nửa đâu, ở đây rồi đây. Hết cho đá đây chắc không đủ rồi. Mà qua đây, qua đây. Đấy. Đi lại. Đây. Anh giữ nhá. Coi như là mở bát đâu khai kéo cái vụ mật ong khoái đầu tiên của Hà Giang các bác ạ. Khu vực này thì như em Diê bảo ở Niêm Sơn ấy, nó giáp bên Cao Bạc. Cao Bạc ấy. Về cái mật ong khoái này mọi người này, là nó con ong này nó ăn cái hoa gì ấy thì nó sẽ có mùi của cái hoa đấy thôi. Các bác nào mà muốn mua cả cái tổ ong này, muốn mua nguyên cả như này thì cứ nhắn cho Cao Nguyên Đá gửi trực tiếp cho các bác luôn. Về các bác tự dùng các bác nhé. Tự lọc các bác nhé. Ong này chủ yếu nó ở trong rừng già này các bác ạ. Khu vực núi đất thôi, nhiều cây thôi. Núi đá không có ong khoái gì đâu. Tổ ong này là nó rất là già rồi. Cái xác ong này thì nó đỏ rồi. Rất là già rồi. Tổ này mình chắc chắn là nó sẽ ở trong cái khu vực là sâu. Đi bộ nó lâu rồi đến ấy, trong rừng sâu ấy. Đây, hiện tại thì mật đã lọc gần như là đã hết rồi các bác ạ. Đây thì các bác nhìn đây, thành phẩm cái mật ong khoái ấy, nó sẽ có màu hơi cánh tán một chút. Mùi mật thì nó sẽ thơm của đúng cái mùi của cái hoa rừng ấy. Đó. Với cả cái thứ hai là cái mật ong khoái này nó sẽ loãng hơn cái mật ong đá các bác ạ. Nó sẽ không đặc và sánh cái mật ong đá mà như em Diê với cả Cao Nguyên Đá đã từng đi bắt đâu. Ngoài ra nữa là cái mật ong này ấy, thì là Cao Nguyên Đá đang bán là 400.000 một lít. Thì các bác là có nhu cầu mua hàng thì là ủng hộ cho anh em ạ. Các bác thân mến, hiện tại thì em Diê với cả Cao Nguyên Đá thì đang có mặt trong nhà của em Xính. Thì trong nội dung video trước các bác cũng biết là anh em thợ sắt vụt đá ấy, thì cũng đã lắp cái phần máy xong rồi. Nhưng mà trời hiện tại nó đang âm u, mọi người không biết là hôm nay có mưa không. Nếu trường hợp mà mưa thì là sẽ phải dừng lại, không sát được vụt đá. Ở trong này thì là mẹ em Xính với cả Mỉ ta đang đi lấy nước mọi người ạ. Để cho vào trong cái thùng kia. Khi mình sát bột đá mình đổ vào cho nó khỏi bụi ấy. Cô đã bảo là phía dưới này này, đất nưa cũng là của nhà cô hết. Đâu chỗ nào? Dưới này. À đây ạ. Đất bà dưới này. À. Cái lanh cả thả bên dưới cỏ vo quả ra đầy hết. Đi toàn nương gần nhà thôi nhưng mà so với nhà khác là vẫn là ít nương. Mỉ đi đâu đi lấy nước à? Nhưng mà bụng to này có đi được không? Đi được à? Đi phải cẩn thận nhá. Để đó chưa? Để sọc. Để sọc thôi đấy. Đâu ở chỗ nào? Đi lấy ở đâu? Ở đây. Lúc thông xí được cá muốn rõ biết. Con đổ vào thùng đi. À, đi lấy nước ở tận cái hố kia đúng không? Đi cùng Mỉ em nào. Thế mẹ đi đâu rồi? Mỉ. Thế mẹ đi đường nào rồi? Mẹ đi mượn can. À đi mượn can. Vâng. Cả nhà có đúng một cái can mà em Mỉ đang cầm thôi. Đi mượn can để hai mẹ con mỗi một cái. Mẹ em được cứu đi. Chồng đâu? Già đi đâu rồi? Ây giời, thế này không được rồi. Ra phải hộ mẹ chứ. Phải sang hộ mẹ, hộ vợ chứ, vợ thì bụng to thế này. Trước anh đi săn bê nhà ngoại ấy, việc gì anh cũng là hết đấy. Cày nưa này, cơ cũng phải chuẩn bị mờ bằng ngoài đấy. À, đấy, anh con rể quốc dân đấy, chú Diê.
Vòng cao trên này người ta hay bảo là con rể đế là sức đế. À, con rể đế là sức đế. Vâng. Rồi. Người ta à. Không mong cái gì, chỉ mong là được con rể tốt, thể lành thôi. Ừ. Cây chuối ở đây nhiều nhỉ. Cây chuối này dùng là chăn nuôi tốt này, chăn lợn, chăn bò được hết. Vâng. Gần hết, gần đi làm về đấy. Mùa cũng phải nhà này, nhanh. Nhưng mà thế sao nhà em lại không trồng chuối hả gì á? Cây chuối? Ừ. Có đất không? Đất ở trên nhà ba cháu này. Cây kia mình thì bây giờ bố người ta chưa bị trồng rồi. Bên dưới này xong là bị trồng rồi. Trồng hết vào, cây chuối thì cứ chặt đi nó còn củ nó lại lên mầm mà. Vâng. Trồng một lần nó thu được bao nhiêu lâu ấy? Mấy năm rồi anh. Ai dạ, con đường đi lấy nước này cũng không phải là đơn giản đâu các bác ạ. Nước này thì không biết là phải nước ăn không? Đây là háo mà. À, nước để chăn nuôi. Chắc là dưới này, dưới chặt đá phải cao. À, nước ăn thì phải ra tận hồ treo lấy các bác ạ. Nhưng cái nước ở dưới cái hồ đất đây kìa, hôm trước nhà xính bơm về vẫn lấy nước ấy để ăn mà. Hết nước à? Ui, sâu đấy. Bà con tận dụng cái hốc đá này các bác này để cây có tớ chứa nước sinh hoạt. Bà to thì to. Thử trước thôi nào. Ờ, tới. Cái này gục về để đổ vào máy là bình thường. Ừ. Đã màn nhà bàn ngàn nhỉ, toàn đá là đá luôn xung quanh này. Bên kia chắc là sợ trẻ con gần đường. Xếp hết đá lên này. Cái rau tam giác mạch này đến cái tầm này là ăn nó cũng rất là ngon này. Mang về nấu canh thì ăn nó có vị hơi rút rút chua. Cẩn thận nó không lại rơi xuống dưới. Nghỉ nước này hình như có mớ hay sao. Trên mặt nước này nó nổi cái váng ấy. Mì bảo là có em bé được 7 tháng rồi nhỉ? Vâng. Nhanh thôi, chả mấy chốc là sinh rồi. Kéo còn tháng, tháng rưỡi thôi các bác. Nhiều ấy quá, nhiều rêu quá, nhiều cắn quá. Nhiều cơ sân đi. Rất nhiều. Con mà hai cái chỉ lo đâu. Tao đất nhiều. Như sắt nó ở nó mà cho cái lại. Để đi cái gì hả? Nào cái người đắp đi. Năm can mới được đầy cái xô này. Năm
À, đúng rồi, 5 xô với đây cái can, đây là 5 can với đây cái xô. Tao bé quá. Thế là bác chở em. Em muốn đây. Em muốn đây thúc thông nhau đi. Không, tí năng là chả múc mà, em đi trước đi. Đây các bác ạ, không phải là mình về em ria là không giúp em Mỹ đâu, nhưng mà cũng muốn là chia sẻ cái công việc thực tế của phụ nữ ở trên vùng cao ấy. Hầu như bây giờ bà con chị em phụ nữ mà có bầu bí như em Mỹ này đấy, mọi người biết là công việc nặng vẫn có thể làm được, vẫn đi làm nương, vẫn đi xa hàng chục cây số được, dù trên lưng can nước. Cuộc sống ở trên này bà con vất vả lắm. Các bác bảo bạt ngàn toàn đá là đá. Canh tác ấy, trồng rau, trồng ngô, trồng đậu, mỗi thứ nó xen lẫn nhau một tí, tận dụng từng hốc đá một, từng khe đá một các bác ạ. Giá trị tài sản trong nhà mọi người biết này, có cái can và cái nồi thôi. Hôm nay gia đình có công có việc thì còn phải đi mượn từng cái can một để về lấy nước. Em lấy gùi nước mà em đi còn nhanh hơn cả mình đi không thế này. Đúng rồi. Đấy là do mình lúc còn trẻ mình làm việc quá sức. Ồ, thế không định đi về à? Định đứng đấy à? Xấu hổ gì? Em cứ ngại mình thôi. Mì bảo là đang có em bé xấu quá à? Dì em nói với cô là ấy, là chân tay đang sạch này, dọn hết cái giường đi, không tí nữa sát bột đá nó bụi lắm. Em xong em lấy cái đệm gập lên, nó lấy cái chiếu phủ lên nữa. Đấy, nhà có cô con gái về cái hộ được mẹ bao nhiêu việc nhỉ? Thùng này thì là chắc là thùng 60 lít. Hơn 2 can mọi người, đây, nước này này. 50 lít thôi, bên này. À. 50 kg. Và đúng rồi. Đây 50 kg tương ứng với cả 50 lít. Nước mọi người bẩn lắm. Cái nước này thì tí nữa sử dụng là dùng để phụt vào cái phần sát bột đá cho nó khỏi bụi. Hai mẹ con này mỗi người một cái gùi, mỗi người một cái quỷ tấu. Em Mỹ với cả mẹ là đi lấy nước rồi các bác. Mình với em Gia thì hai anh em là tranh thủ là ăn trưa. Em mời các bác là dùng bữa trưa cùng với cả hai anh em. Đây, cầm cầm hay không? Cái này nó có dầu ăn nó đổ ra rồi. Đây, em cầm cái túi này. Cầm. Đấy. Xong cái túi này cho anh mượn. Đúng rồi, thế là không bị bẩn tay. Mời các bác à, dùng cơ chưa cùng anh em nữa. Đấy, xôi trứng cho anh xin cái thìa đây. Có một cái nữa mà. Có một cái. Thấy không? Đây, thấy chưa? Thấy rồi. Đây, đi ra đây ngồi. Đầu giờ chiều thì mấy anh thợ máy sẽ xuống sát bột đá các bác ạ. Còn bây giờ hai mẹ con nhà em Mỹ thì đang đi lấy nước đổ vào đây.
thì cố gắng là trong ngày hôm nay đấy cả ngày mai các anh bảo là sẽ xong. Nói chung là sát hết một sách dầu thôi, bởi vì là phần đá này còn thừa này các bác này, thì sau này sẽ để lấp, để san nền, chứ không phải là sát hết sạch đâu ạ. Khi nào mình dùng hết bột đá tiếp tục sát tiếp, chứ không sát thừa ra thì sau này cũng không dùng vào việc gì được mà nó cũng phí. Ê, ăn đi em, muốn đi. Món tạm thế này. Trời thì âm u sợ mưa. Tranh thủ là xách luôn một cái can này về các bác ạ. Bây giờ xách hội à? Mì ơi, xong đổ nước vào đây xong bảo chồng đi chở nước sạch về cho mẹ ăn đi. Chờ bố mẹ mua hai can để ăn đi nhá. Về rồi, anh thấy về rồi. Cây ngô về cái rau này thì bảo mẹ phải nhổ bớt đi. Không dùng nữa đâu, bởi vì là mai sắt bột đá là nó hỏng hết ở đấy rồi. Đổ can vào đi, đổ can vào cho nó đầy. Đâu can nào sạch, à, can nào để đi lấy nước sạch. Nè lút lút thu nỉ lút, ô lút thu bẩn lẹ, tôi thấy giả giả. Chú thấy giả rồi. Cô không hiểu, bây giờ lại dồn can kia sang đây để lấy can đi lấy nước. Ông cần lên tao rồi chứ. Nó lượm mùa. Nghe ý của em, ông đi khu gì là tao tao. Thôi đổ xăng bên cái này đi, mà mẹ đổ sang đây. Không để lấy cái can kia đi lấy nước. Có mua là chạy thuốc là đi tao hơn tao hơn đi kia. Chạy đi kia nhớ hơn đi kia, em nhớ mình sao. Ở nhà không còn cái nào để chữ nước sạch nữa. Cái này để ở trong nhà bác con đang đựng nước ăn mà đúng không? Phải rồi dín á. Đây cái chỗ này chắc là sẽ phải bỏ mất đi một hàng rau đây các bác ạ. Bột đá săn nhanh quá mà không kịp xúc ra ấy thì sẽ gạt xuống đây, sau đó là hất sang bên này một phần nữa. Đây, anh em thợ là ra rồi đây này. Một mình em ra trước thôi à? Mấy anh em kia đâu hết rồi? Đang đi sau. Đi sau à? Anh em đi ớt thôi, muốn chân đi lên cho à? Lên đi lên cả lên đi lên cho. Đi luôn à? Đi đấy tiếp à? Mà ổn đi, chúng mà thì cho đó hơn. Thôi thôi, thôi chứ mang ăn muối đi. Hả? Thôi thôi, thôi chứ mang ăn muối. Già nó ra đây nhổ rau đi già. Anh thấy hầu như là tôi hay ăn rau già lắm, chả bao giờ ăn rau non như này đâu đúng không Mỹ?
rau nó để to lên để cho nó già đi về ăn chứ. Rau ngắn ngắn này bà con ít ăn lắm. Rau nó to lên là chỉ kiểu tỉa những cái lá già ở ngoài ăn trước, đấy, lá non ăn sau. Thế một cây rau là cũng phải hái được 3-4 lần. Chủ yếu là hái rau cải thôi em ạ, bởi vì những cái cây này là cây đậu, cây điếc này bột đá nó vào vẫn sống được, nhưng mà rau cải bột đá vào thì nó chết, không sống được mà cuối cùng không ăn được, phí ra. Sao nhiều người quá à? Ô phải nhiều người mới làm được chứ. Không hái xa đến đấy đâu. Chỉ cho bé ở nhớ này, nhớ tấn rồi. Ở đoạn này thôi. Ừ. Cô là không hái xa. Cho nó nhớ này mẹ. Mùa này bắt đầu nhiều sâu rồi nhỉ. Hôm nay ngồi thấy ở trên lá ngô có thứ là con sâu đây ra. Con sâu ăn cái lá ngô. Ừ, nhiều lắm. Đâu búa ở gia đình đã mang ra đâu? Chưa mang ra mà. Ừ. Ra hộ có không? Có mà.
Thế các bạn, cái máy sát bột đá này nó là cái máy to nên là sát nhanh lắm. Với cả là cái lưỡi búa ở bên trong ấy, lắp đầy đủ búa nên là nó nghiền cái bột đá nó ra nhanh. Đi vào trong nhà xem em mỉ. Sao không bật điện lên mà lại soi đèn pin thế hả Mỹ? Không sợ cắt vào chân à? Ôi dồi ôi, soi đèn pin để cắt móng chân này.
Thế hôm qua mẹ sang chơi bên đấy mấy hôm hả Mỹ? Dạ. Mẹ sang nhà em chơi mấy hôm? Mẹ đi sang nhà em ấy mấy hôm ấy? Sao ở bên chỗ em mấy ngày? Hai hôm. Hai hôm. Hôm nay về anh thấy hai vợ chồng chở cái bao gì cho mẹ đấy, cho mèn mén này hay là cho ngô hay là cái gì? Đi về rồi. Đi về rồi á? Chưa bị đi à? Không làm ở nhà không có việc gì bận ở lại với mẹ một hôm nữa hả Giá? Có việc à? À, tớ không có việc thì ở lại với mẹ một hôm. Trời thì nó sắp mưa rồi các bác ạ. Ngô bây giờ thì là mưa thì đi bón phân đạm. Em Mỹ chắc là ra chào mẹ đi về rồi các bác. Đấy, hai mẹ con đang thủ thỉ với nhau.
Hiện tại bây giờ đang là 5 giờ kém 20 rồi các bác ạ. Nhưng mà mọi người xem anh em sắt bột đá rất là nhanh ấy. Cái đống bột đá bên kia nó cao thành ngọn rồi. Hết một nửa thanh dầu rồi anh. Hết một nửa chưa? Hết một nửa đâu, ở đây rồi đây. Hết cho đá đây chắc không đủ rồi. Giờ cũng muộn rồi các bác ạ. Thì mẹ của em Xính là cũng ra là cùng với cả anh em sắt bột đá là cào cái phần bột đá và sâu vào phía bên trong cái chuồng ấy. Thì chỗ đấy là nó cao, trường hợp nếu như mà đêm nó có mưa ấy thì là nó sẽ không bị trôi cái bột đá đi. Thế cả còn cái bạt ấy nhá. Đây đây có cô ở đây này. Vừa gọi cô là nhờ em Diệp gọi cô ra thì em dặn với cô nhá. À dặn cô giúp anh là cái bạt ấy thì lấy trời mưa phủ lên trên. Ờ, tôi lột nào má mới để có vô mong dê nhá. Ừ. Nó vô tôi sợ to này nhá. Nhìn nhá, xua sợ to này nhá. Ừ. Nó vô vô rồi nhá. Có để này ở lát đây à? Nó để vô chiếc chỉ. Ồ, nó để vô chiếc chỉ rồi. Nhớ thì chưa. Có lại nhân. Cứ tưởng là anh em mình ma vào á. Là của anh chủ máy mà về đây để tí tố rồi có che máy. Che máy nhưng mà còn một tấm của anh chủ máy thôi đúng không? Vâng. Chứ là mấy tấm lót kia là bạt của nhà mình mà. Và đúng rồi. Đúng có không? Để không mình gió nét đi mà. Mình gió nét đi. Nhưng cho mốt vào tàu nhé. Rồi tí còn mấy tấm nhỏ. Tí tế mấy tấm nhỏ thì mình vâng. Cho vào nhé. Tí mình gió vô nhé. Mà bảo hạt khó cũng khó tí đi lửa được. Bây giờ to để che thép thôi sợ nó mưa cho hết bộ đá đi. Lo lắng là trời mưa thôi, nhưng mình còn xem dự báo thời tiết thì dự báo là có 40% là ngày hôm nay mưa thôi. Còn từ ngày hôm nay đến cả tuần sau là chả có ngày nào mưa cả. Vấn đề ái ngại nhất là vấn đề nước để làm nhà các bác ạ. Thì bây giờ cũng muộn rồi, Cao Nguyên Đá cũng xin phép được tạm dừng video tại đây vì là thời lượng video này cũng tương đối là dài. Anh em ở đây từ lúc bắt đầu là các anh em thợ lắp máy đi về ăn cơm đến bây giờ là ở đây là hơn 4 tiếng đồng hồ rồi để chia sẻ lại cái nội dung công việc trong ngày là sắt bột đá như thế nào. Cao Nguyên Đá xin phép được tạm dừng video tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào các bác ạ.